Abby đang mơ gì mà lại run và sợ hãi thế nhỉ? Ôi, chỉ là Sayako thôi mà Abby. Sayako lại còn thè lưỡi trêu Barbie nữa chứ. Barbie không thể ngủ lại được nữa rồi. Hay đi lại một chút cho dễ ngủ nhé cô gái. Ba chị em Sayako từ dưới gầm giường trôi lên kìa. Sayako ham ăn bước ngay tới tủ lạnh và thấy thật nhiều món ngon. Wow! Ôi, những miếng thịt bê mới béo ngậy làm sao chứ. Sayako thời trang thì bước ngay tới phòng trang điểm để chải tóc các bạn ạ. Còn Sayako ham ngủ thì chỉ thích nằm ườn và xem phim kinh dị thôi nhé. Hãy cho các chị em cùng xem với. Aha, phim thật là hay quá. Ôi, đây có phải ba chị em Sayako không nhỉ? Ôi, bị phát hiện mất rồi. Đừng lo lắng nhé, chúng ta là bạn mà. Hãy cùng lắc lư theo nhạc các cô gái ơi. À, phải rồi, chúng ta hãy tập lắc vòng nữa nhé. Ba chị em cần đi tắm ngay thôi. Kết hợp thư giãn và làm sạch cơ thể nhé. Còn váy áo thì đã có Barbie lo rồi. Các bạn ơi, hãy cùng Barbie thiết kế riêng cho các cô gái xinh đẹp của chúng ta những bộ trang phục thật lộng lẫy nhé. Chủ đạo cho cả ba bộ trang phục. Đính thêm hạt và nhũ lấp lánh nữa nhé các bạn. Các cô gái thật là xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng đi chơi nhé. Vui quá phải không nào? trời sáng rồi. Barbie. Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ Barbie và em bé đã thức dậy từ rất sớm. Em bé đang giúp mẹ nhặt những chai lọ và giấy báo cũ để làm đồ tái chế nhé. Còn những vỏ lon này thì em bé sẽ ghép thành một chiếc váy xinh thật xinh.
người cho em bé. Mẹ và Barbie ơi, hãy tới và tham dự cuộc thi nhà thiết kế trẻ đi nào. Phần thưởng sẽ rất lớn đấy nhé. Hai cặp mẹ con đã sẵn sàng chưa nào? Vòng 1 chuẩn bị bắt đầu. Với gương và thật nhiều dụng cụ trang điểm, nhiệm vụ của các em bé sẽ là trang điểm thật đẹp cho các mẹ nhé. Cố lên Barbie ơi. Em bé đã quèo không khéo tay, nên kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán phải không các bạn? Một không cho mẹ con Barbie. Vòng 2 bắt đầu. Em bé đã quèo không cần dùng hết cả bảng màu, nhưng vẫn có thể sơn cho mẹ một bộ móng tay tím tuyệt đẹp nhé. Còn em bé Barbie thì sao nhỉ? Barbie muốn vẽ cả dải ngân hà lên móng tay của mẹ. Vì với Barbie, mẹ là cả vũ trụ bao la, rộng lớn, và mẹ luôn yêu thương Barbie nhất. Ôi, Barbie thật có khiếu hội họa đúng không các bạn? Raquel không muốn là người thua cuộc. Không, cây chổi bị đưa chệch hướng rồi, nhưng đó không phải là lỗi của Barbie mà. Tỷ số hòa 1-1. Vòng 3 bắt đầu. Barbie sẽ may những chiếc váy thật đẹp dành cho mẹ và cả Barbie nữa nhé các bạn ơi. Chiếc váy sẽ có sắc hồng ngọt ngào và trong sáng. Chiếc váy sẽ càng trở nên hoàn hảo khi được dính thêm nhũ, hạt lấp lánh và những sợi ren tím, hồng duyên dáng nữa nhé. Chúc mừng Barbie. Mẹ Raquel sẽ trợ giúp em bé bằng cách gọi điện và đặt hàng những chiếc váy thật đẹp nhé. Ôi, mẹ Raquel đã gian lận, lại còn quên cả tiền của người bán hàng kia. Nếu mẹ con Raquel thắng thì thật tệ đúng không các bạn? Mẹ và con gái của các đội thi đã có mặt trên sân khấu rồi. Wow, chiếc váy nào cũng thật đẹp nên sẽ khó cho ban giám khảo lắm đây. Chúc mừng cả hai cặp mẹ con nhé. Ôi, có gian lận sao? Vậy chiến thắng đã thuộc về mẹ con Barbie.